Nghệ nhân nhân dân Vũ Văn Giỏi, sinh năm 1969, ở làng Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, là người duy nhất ở Việt Nam nắm giữ bí quyết thêu cung đình, kỹ thuật thêu hội tụ tinh túy nhất của nghề thêu. Gia đình ông đã trải qua năm đời làm nghề thêu, ham mê và có năng khiếu bẩm sinh, nên lớn lên, ông đã sớm thành thợ giỏi như chính cái tên của mình. Trong quá trình phục dựng trang phục cung đình, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì nguyên liệu, vải, chỉ thêu, rồi cả tay nghề nghệ nhân trong làng gần như đã mai một. Để hiểu về mẫu mã trang phục cung đình xưa, ông phải tự mày mò nghiên cứu qua sử sách, hoa văn, họa tiết trên các di vật còn lại, trên bia đá cổ, đình, chùa, học hỏi các cụ già làm nghề thêu trong làng. Bản thân tôi, trong quá trình đó là tôi làm những cái màu chỉ, nhuộm chỉ, hoặc là tôi trang cái cung, hoặc là tôi vẽ, tôi rất là cầu kỳ. Mà làm tẩn mật, làm sao cho được, chứ tôi không nghĩ đến cái chuyện thời gian. Thậm chí có những cái bản vẽ hoặc là tôi nhuộm cái lồi chỉ có thể nó hỏng đi hỏng lại. Nếu như bây giờ tôi cho bỏ tôi chán, hoặc tôi dùng, tôi đi thuê. Nhưng mà tôi phải cố gắng, vì bởi làm sao cái này nó đòi hỏi khắt khe. Thì khắt khe không phải là trong cái khi mà cầm chi kim thêu ở trên cái mảnh vải cái áo nữa, mà khắt khe ngay từ đầu thì nó mới thành công được. Thì qua quá trình cái sự chuẩn bị khắt khe ngay từ đầu, từ cái khâu lên bản vẽ, lên bản thiết kế, cái demo nó chuẩn chỉ, tiếp đó là người thợ phải tĩnh tâm để làm, không nóng vội, không được sốt sắng. Màu chỉ nó phải làm đúng, nó phải chuẩn. Chứ nếu mà lên mà màu chỉ mà sợi chỉ nó không đúng không chuẩn thì nó sẽ bị làm phá đi cái tác phẩm. Qua quá trình thêu ấy thì lên cái khung nó cũng phải là chuẩn chỉ. Nhìn từng sợi vải, nhìn sợi vải nó phải đều, nó căng, nó đều đủ. Đấy là những cái mà cái khâu chuẩn bị. Nếu không, không bao giờ được một cái áo là chuẩn được. Vì bởi làm sao cái vải chứ không phải miếng sắt. Thế nên qua quá trình lên nó sẽ rúm, nó sẽ lệch. Mà như thế thì gọi gì là cung đình. Nên cái nghệ thuật thêu cung đình đó, tiếp đó là những cái khâu mà tôi chuẩn bị, mà tôi đã phải rèn luyện là như thế. Nên qua quá trình thêu ấy thì lại tất nhiên là cái tài liệu nó cũng có rất là ít. Vì bởi làm sao cái tài liệu thì thời phong kiến thì nó cũng thất truyền, không lấy đâu được. Mà cái lối thêu thì các cụ cũng về mấy đất trời rồi. Thế nên mình chỉ học được qua các cụ tả lại thôi, chứ các cụ không cầm tay để mà chỉ dạy. Thật sự những cái tác phẩm trang phục mà tôi làm, nếu không nhầm ra thì nó chỉ hơn chục cái, 14-15 cái áo. Là cái nào tôi cũng bỏ rất nhiều tâm huyết, vì bởi làm sao độc bản. Cái hai nó khác nhau, nó không cái nào giống cái nào, mà cái nào cũng ốm người. Thật sự là cũng ốm người, vì bởi làm sao nó kiệt quệ mình khi mình làm, nó bắt kiệt sức để làm. Tôi nói không phải là thêu không, mà không phải cắt may ở không chỉ, không để đường kim mũi chỉ. Tất nhiên nó cũng có cái là 10, cái 9, cái 8. Có cái 1, 8, 1, 9, 1, 10 nó cũng duy nhau, không cái nào áo nào giống nào. Ví dụ như của Khải Định, ví dụ của Đồng Khánh, của Gia Long, của Bảo Đại, của Bà Tử Cung, Hoàng Thái Hậu, Công Chúa Hoàng Tử. Cái nào nó cũng có một cái nét riêng của nó. Thì vậy thời cái áo tôi nghĩ rằng là này, tôi không dám ví. Nhưng thực chất là cái ekip của tôi 5 đến 8 người ngồi cả năm trời. Ngày nào cũng như ngày nào. Ngày 10 tiếng, thời gian trước là toàn 10, 12 tiếng. Thì thật ra đấy gọi là thêu. Nhưng thực chất nó gần như là gia trì. Thì phải để tâm gìn giữ cái nghệ thuật thêu cung đình. Thì nó không thể ra được nhiều sản phẩm. Nhưng nó ra không hẳn là độc bản. Cũng không phải, tất nhiên là có những cái độc bản, không có cái thứ hai. Nhưng cái mà tôi thầm nghĩ ấy, thì là như thế này. Vì bởi làm sao tôi là không dám tự hào nói là cái đầu tàu. Nhưng tôi muốn ra những cái là đầu tiên thì trong phạm vi gia đình nhà tôi thôi. Tôi ra những cái tác phẩm, tôi làm những cái nghệ thuật, tôi cách cứ gọi là bí quyết. Thì để cho con cháu nó để nó noi theo và nó gìn giữ như nó là. Cá nhân nghệ nhân Vũ Văn Giỏi sau khi được công nhận là nghệ nhân ưu tú năm 2013, tiếp tục được trao tặng danh hiệu cao quý nhất dành cho một nghệ nhân nhân dân. Trong những bộ trang phục từng thực hiện, bộ long bào phục chế theo nguyên mẫu long bào vua Đồng Khánh xứng đáng là một kỷ lục. Anh đã cùng nhóm thợ làm trong 15 tháng mới hoàn thành. Ngoài triều Nguyễn, anh còn phục chế trang phục các triều Lý, Trần, Lê. Tới nay, nghệ nhân nhân dân Vũ Văn Giỏi đã làm được hàng chục bộ áo, từ áo vua tới áo hoàng hậu,
thái tử, công chúa. Mỗi bộ trang phục cung đình là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chi phí làm ra cũng tốn kém, tới hàng tỷ Việt Nam đồng một bộ. Các bộ y phục cung đình từng được mang đi triển lãm tại Festival Huế, triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội. Từ một anh thợ thêu, Vũ Văn Giỏi đã trở thành pho từ điển sống về nghề thêu trang phục cung đình.